Ôi không, zombie của cũng nó đang sống. Súng đeo. Video này được mang đến cho bạn bởi người chơi Lego, shop bán Lego chính thức của The Reviewer, nơi chúng tôi bán những mẫu Lego như khẩu súng này, khẩu súng này, khẩu súng này, cái xe tăng, cái xe này, cực kỳ nhiều đồ và tới nay còn có thêm cực kỳ nhiều mẫu mã nữa. Shop mới khai trương nên chúng tôi đang có chương trình ưu đãi tới 50%. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về các sản phẩm trong đường link ở phần mô tả và bình luận. Quyền lực thế giới ngầm là thứ mà ông trùm nào cũng mong muốn sở hữu. Nó đem lại vật chất, danh tiếng cũng như sự kính trọng từ người khác, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi, khơi dậy dục vọng cạnh tranh để lấy quyền lực này là điều không thể tránh khỏi. Tạo ra những trận combat đánh đổi bằng máu và đôi khi là cả mạng sống. Tất cả những điều này sẽ được tái hiện trong Mafia Definitive Edition. The game đưa bạn vào vai một người lái xe taxi, vô tình được đưa lên vị trí của ông trùm xã hội đen. Liệu nhân vật chính có thấy khó thở hay sẽ trở thành một kẻ xấu máu lạnh giết người không ngơi tay? Tất cả sẽ có ngay sau đây. Chủ quán cho một bát mì tôm hai trứng. Lấy bối cảnh nước Mỹ những năm 30 tại thành phố giả tưởng Lost Heaven, ta vào vai một thanh niên tên là Thomas Angelo, gọi là Tommy đi cho nó GTA. Anh đang đợi cảnh sát Norman đến để thương lượng về một yêu cầu mà ông ta không thể chối từ, là chỉ cần giữ cho gia đình được an toàn thì Tommy sẽ tiết lộ toàn bộ bí mật về thế giới ngầm trong thành phố. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Norman chấp nhận lời đề nghị và game chính thức bắt đầu. Tại thời điểm này, chính phủ Mỹ ra lệnh cấm rượu chè dưới mọi hình thức, cộng thêm cuộc đại suy thoái toàn cầu đã tạo ra cơ hội tốt cho các băng nhóm mafia vươn lên với món hời là buôn rượu lậu. Món hời đồng nghĩa với việc ai cũng muốn làm, nhưng mà người đứng đầu thì chỉ có một, nên là hàng đêm đường phố luôn ngập tràn tiếng súng tiếng đạn. Tommy là một tài xế taxi kỹ năng cao, và cái buổi tối định mệnh đó anh gặp được Polly và Sam, những tay chân thân tín của một ông trùm khét tiếng. Cả hai đang vướng vào một cuộc tranh chấp địa bàn làm ăn khốc liệt, nên là chúng ép Tommy phải lái xe giúp trốn thoát. Bằng kỹ năng dân tổ thượng thừa, Tommy thành công đưa hai người về nơi trú ẩn an toàn, cũng chính là quán bar của ông trùm Salieri. Sam đưa cho Tommy một xấp tiền thay lời cảm ơn. Ông trùm thì cực kỳ ngưỡng mộ tài lái xe của Tommy nên đã đưa ra một lời đề nghị làm ăn, nhưng mà anh từ chối nhẹ nhàng tại vì không muốn tính dáng gì tới tội phạm. Sáng hôm sau, anh lái taxi như thường lệ, nhưng những kẻ truy đuổi hôm qua lại phát hiện xe của Tommy đang dừng ở một góc phố nên sổ tới định gõ cho mấy phát. Anh không còn lựa chọn nào ngoài việc bỏ lại chiếc taxi rồi chạy bán sống bán chết tới quán bar của Salieri và được Sam và Polly giải vây. Anh được đưa tới chỗ ông trùm khét tiếng, nhưng mà thay vì nhận một khoản tiền để mua chiếc xe mới, Tommy lại muốn mượn tay của ông ta để cho mấy tên phá hoại kia một bài học. Chúng thuộc băng đảng Morello, thiên địch của băng Don do Salieri điều hành, nên ông trùm cảm thấy rất hứng thú, lập tức cho Polly đi cùng Tommy, đồng thời kiểm tra khả năng của anh lái taxi. Họ trang bị thêm gậy và bom xăng rồi cùng nhau lên đường, vừa để trả thù, vừa để gửi lời dằn mặt của Salieri tới băng đảng đối thủ. Cả hai di chuyển tới quán bar của băng Morello, dã vài tên đàn em ra bã, đốt xe của chúng và cướp đi chiếc xế hộp của tên đã đánh Tommy lúc sáng. Sau khi thoát khỏi địa bàn băng của đối thủ cũng như sự truy đuổi của cảnh sát, cả hai quay trở lại diện kiến ông trùm. Khả năng của Tommy đã được kiểm chứng, nên là đích thân Salieri đề nghị anh là một vài công việc như là thu tiền bảo kê hoặc chở rượu lậu. Sau khi game một vài quy định, Tommy chính thức gia nhập băng đảng. Giới thiệu qua cơ cấu thành viên một chút cho dễ nắm bắt này. Băng đảng mafia này có tên là The Don, được điều hành bởi ông trùm Salieri, chuyên cung cấp rượu lậu và các hoạt động bảo kê. Dưới quyền ông này là Frank, quản gia giỏi về cố vấn và tính toán. Hai người làm việc trực tiếp là Polly và Sam. Sam thì điềm đạm, tính kỹ trong mọi tình huống trước khi hành động. Polly thì ngược lại, bốc đồng và thích đấm đá, kiểu người hữu dũng vô mưu, băng đảng nào cũng phải có. Đối chọi trực tiếp với họ là băng Morello. Lý do cũng như quan hệ giữa hai ông trùm sẽ được tôi kể dần dần thông qua game. Chỉ cần biết là Salieri cai quản vùng phía đông thành phố Lost Heaven, băng còn lại thì quản lý khu bờ tây. Tiếp tục với game. Vào một buổi sáng, Tommy được ông trùm triệu tập với nhiệm vụ mới. Hôm nay là ngày đám họ và cả băng đảng sẽ đi thu tiền. Có một nhà nghỉ đã khất nợ khá lâu nên anh được lệnh cùng Polly và Sam tới đó cưỡng chế. Cả ba lập tức lên đồ di chuyển. Vì là lính mới chưa quen việc, Tommy sẽ đảm nhận nhiệm vụ lái xe và canh ở ngoài. Hai người còn lại sẽ trực tiếp vào thu tiền bảo kê. Các nhà đầu tiên khá đơn giản, không có gì khó khăn. Nhưng mà đến cái nhà nghỉ nợ nần kia thì tiếng súng đã vang lên làm Tommy giật mình. Polly bị bắn trọng thương, ôm bụng chạy ra ngoài. Trong khi một tên xã hội đen bước ra, nói rằng băng đảng của hắn chính thức bảo kê nơi này, yêu cầu Tommy cút nếu không muốn có kết cục như Paul. Sam lúc này thì đang bị bắt làm con tin ở bên trong để tra khảo. Tommy buộc phải tiến vào cứu đồng đội. Dù chỉ là lính mới nhưng mà anh là xạ thủ, bắn rụng toàn bộ đám gangster bên trong, giải cứu được Sam, tóm được lão chủ nhà nghỉ và thu lấy bọc tiền, lấy luôn niềm tin của ông trùm. Chúng ta chuyển tới năm 1932. Tommy giờ đây đã là một thành viên cốt cán trong băng The Don. Một buổi tối nọ, Salieri triệu anh đến gấp để giao cho một nhiệm vụ bí mật. Thành phố đang chuẩn bị tổ chức đua xe. Ông trùm đã đặt cược rất nhiều vào một tay đua, nhưng mà có nguồn tin cho rằng Morello đã tìm một racing boy và mua một chiếc xe tân tiến nhất từ châu Âu, chính là chiếc xe cực hot
Ford đang bán tại người chơi Lego. Link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. Trở lại với game thì với chiếc xe này chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về băng đảng kia. Salieri tất nhiên không muốn bị mất tiền nên là Tommy cần đi chơi bẩn. Tuy nhiên gã tay đua kia lại được người của Morello bảo vệ rất cẩn mật nên nhiệm vụ của Tommy sẽ là đột nhập vào nhà kho nơi nội gián của băng đảng đang làm bảo vệ, lấy chiếc xe đua tối tân đó về, giao cho một thợ máy nhằm phá hoại động cơ, sau đó đưa lại về kho như chưa có gì xảy ra. Thế là Tommy lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Khi anh tới điểm hẹn, một người đã chờ sẵn và đưa đến chỗ chiếc xe cần tìm. Tommy mang nó giao cho gã thợ máy được chỉ định và chỉ sau 5 phút biến hóa, động cơ chiếc xe đua nát bét, chỉ cần đi quá tốc độ là sẽ hỏng. Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là xong, Salieri nắm chắc phần thắng. Thì đến ngày hôm sau, quản gia Frank thông báo một tin rằng tay đua mà ông trùm tin tưởng đã bị quân của Morello chặn đánh không thể tới nơi. Không thể tin nổi. Nhưng mà thôi, đành tin tưởng vào tài năng lái xe của Tommy vậy. Anh không còn cách nào ngoài việc ra đường đua trổ tài và như cá gặp nước, như cầm thước quật vào mông. Đường đua rộng lớn này không thể làm khó được nhân vật chính. Tommy xuất sắc về đích đầu tiên, đồng thời nhận được sự tán thưởng của tất cả mọi người. Hơn thế nữa, Sarah, cô gái của bartender trong quán Salieri cũng bắt đầu để ý đến anh. Một tối nọ, Tommy được nhờ đưa cô về do có vài kẻ biến thái đang theo đuôi. Anh hộ tống Sarah về tận nhà, đồng thời xử lý gọn gàng những kẻ lưu manh. Thấy Tommy chảy máu, cô mời anh lên nhà để xử lý vết thương và đêm đó thì họ ấy nhau rất nhiều. Sáng hôm sau, Tommy đem theo chuyện Sarah bị quấy rối kể với ông trùm. Khi điều tra được mấy tên đó đến từ phố người Hoa, Salieri lệnh cho anh cùng Polly đi bẻ gãy từng cái xương trên người bọn lưu manh. Thế là cả hai đến nơi và tẩn cho bọn này một trận ra trò. Tất cả chỉ kết thúc khi Polly cho đám bắt nạt vài viên kẹo vào đầu. Ngày hôm sau, khi mấy anh em đang ngồi chơi bài thì Salieri tới kèm theo một thông tin không tốt cho lắm, rằng kẻ giết hai người hôm qua là con trai của một quan chức cấp cao trong thành phố, có liên quan trực tiếp tới băng Morello. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có một kẻ tình cờ xấu sót trong cuộc chiến đẫm máu và đang được chữa trị tại bệnh viện thành phố. Nhưng hắn nhớ ra được hung thủ thì cả băng của Salieri sẽ khó lòng yên ổn, nên nhiệm vụ ông trùm đưa ra lúc này là Sam và Polly sẽ đến đám tang và giết nốt tên bạn còn sống sót, trong khi Tommy di chuyển tới khách sạn kế bên để giết người quản lý, kẻ đã vay một khoản tiền lớn từ Salieri nhưng lại chuyển sang phe Morello. Sau đó thủ tiêu một người phụ nữ đã bán thông tin của Salieri cho băng đối thủ. Cuối cùng thì là bài của Jack. Còn ở đây thì cuối cùng Tommy cũng phải cho nổ tung khách sạn nhằm thu hút sự chú ý, tăng khả năng ám sát thành công cho hai người còn lại. Anh lập tức theo lệnh di chuyển tới khách sạn, mò vào phòng của cô gái Michelle kia trước, nhưng mà thay vì xuống tay giết người, Tommy chỉ dọa và cho tiền để cô rời đi. Vì mặc như này nên Tommy bỏ qua ư? Không, là do Sam xin, vì gã đã ăn nằm với cô ả từ đợt nhân vật chính đua xe thắng. Tiếp sau đó, Tommy nhẹ nhàng bước tới quầy rượu của khách sạn, nơi tay quản lý đang nâng ly cho sự hợp tác thành công với băng Morello. Không nhiều lời, anh tặng cho hắn cùng đám tay chân băng đảng xung quanh vài lỗ thở mới trên trán. Cuối cùng Tommy lên phòng quản lý đặt bom, sau đó nhảy sang nhà thờ và hoàn tất công việc được giao. Tuy nhiên có một việc anh không ngờ tới là Sam và Polly chưa vào vị trí, nên là khi chân vừa chạm đất, mọi người trong đám tang đã nhận ra Tommy. Thế là nhân vật chính lại phải cầm súng lên một mình tao chấp hết. Sau khi việc xong xuôi, cả bọn quyết định im hơi lặng tiếng một thời gian để tránh tai mắt của cảnh sát cũng như là bè lũ băng đảng Morello. Sau đó tầm 8 tháng và một buổi sáng, Tommy và Frank đã có một cuộc nói chuyện khá dài trên đường. Ông cố gắng dạy thêm cho anh nhiều điều nhất có thể về nghề này, như thể là ông sắp phải rời xa nơi này. Từ trước tới nay tất cả mọi kế hoạch, mọi đường đi nước bước đều phải thông qua quản gia. Và rồi vào một buổi tối năm 1933, trong đêm mưa to gió lớn, Frank triệu tập Tommy đến và giao nhiệm vụ tới trợ giúp Polly và Sam nhận một lô rượu lậu từ Canada ở nhà kho vùng ngoại ô, đồng thời đưa chúng về đây an toàn. Anh ngay lập tức di chuyển tới cùng với Polly, trong khi đó Sam sẽ đợi ở trang trại trước. Nơi cộng sự nói rằng mọi chuyện sẽ nhanh thôi, vì có khá nhiều chuyến hàng lậu được đưa qua đây. Tommy cũng mong như vậy vì đang có Sarah chờ về ăn tối và anh không muốn bỏ lỡ cái điều này. Tuy nhiên khi đến nơi, mọi thứ lại im lặng một cách lạ thường. Tommy lập tức xuống kiểm tra và phát hiện ra một vấn đề lớn, rằng người lái xe chở rượu lậu đã chết, còn cảnh sát thì đã bao vây chặt nơi này. Điều này nghĩa là băng Morello đã thông đồng với cướm và báo thông tin. Anh buộc phải ra tay cứu Sam đang bị bắt giữ để tra khảo, rồi cả ba nhanh chóng dùng xe tháo chạy khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, sau đó đến nhà bác sĩ để chữa trị cho Sam. Mặc dù rất muốn ở lại, tuy nhiên cả hai đã ngăn anh và nói rằng hãy về cho kịp cuộc hẹn tối nay, còn Polly sẽ lo phần còn lại. Thế là Tommy ủ rũ trở về căn hộ của Sarah. Anh ủ rũ vì tối nay quá nhiều máu đã chảy và chưa bao giờ anh cảm thấy mạng sống lại mong manh đến vậy, sợ rằng mình sẽ phải xa Sarah. Tommy hỏi cưới cô và nhận được sự chấp thuận, nhưng mà vụ chở rượu này vẫn còn quá nhiều điều ẩn khúc. Tại sao mối hàng kín này lại bị băng của Morello nắm được? Liệu có một thế lực ngầm nào đã thao túng giật dây, hay là trong chính băng giờ đòn của Salieri có một nội gián? Hãy cùng hóng chờ phần tiếp theo, nơi tôi tiết lộ phần tiếp theo trong cuộc đời của tay gangster Tommy này. Và bây giờ đừng quên đăng ký cho Mì Tôm Hai Trứng cũng như người anh em người chơi điện tử để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.